Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Hôm nay chúng tôi sẽ làm tiếp theo một cái video clip về cái chiếc xe Phantom tải van phiên bản 2 chỗ trọng tải 950 kg, có một cái màu sắc theo mình đánh giá là một trong những cái màu sắc đẹp nhất của chiếc xe Phantom. Nó đẹp, nó đồng bộ từ những cái linh kiện nhỏ nhất của cái sản phẩm này cho tới cái hệ thống cabin. Thì ngay bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu qua về cái sản phẩm này. Trước tiên, mình đã giới thiệu rất nhiều lần, rất nhiều về cái video cái xe này rồi. Mình đã từng giới thiệu cái xe màu cam, màu trắng, màu bạc và hiện nay là màu đen như thế này, màu xanh mình cũng đã giới thiệu rồi. Chúng ta vẫn có một cái ngôn ngữ thiết kế quen thuộc giống hệt những chiếc xe Phantom khác đang có trên thị trường. Thì trong video này thì mình cũng sẽ là giới thiệu cho các bạn cái vẻ đẹp của cái sản phẩm này có cái màu đen. Ngoài ra thì mình cũng nói đến 7 cái điểm mà cái sản phẩm này nó hơn những cái sản phẩm xe tải van khác đang có trên thị trường như thế nào. Tuy nhiên là chúng cái ngôn ngữ thiết kế, chúng ta vẫn thấy cái logo bằng logo kim cương của Phantom rất là quen thuộc, chúng ta nhìn thấy ở trên đường chạy rất nhiều rồi, cho tới những chiếc xe tải hàng nặng cũng có cái logo này, đó chính là cái thương hiệu của Phantom. Đây chúng ta sẽ có một cái hệ thống khe tản nhiệt được mạ chrome như thế này, sáng. Ở đây là cái lớp sơn đen của cái sản phẩm này. Đen thì khi các bạn nhìn này, nó sẽ đồng bộ với cái khu vực này. Nếu mà các màu khác, màu trắng chẳng hạn, ở đây nó vẫn là màu đen, ngoài này nó sẽ màu trắng để trông nó không được đồng bộ và nó không được đẹp như cái phiên bản màu đen gốc như thế này. Chúng ta vẫn có cái hệ thống đèn pha bằng halogen, tiết kiệm nhiên liệu và rẻ, dễ dàng để thay thế. Chúng ta có hệ thống đèn sương mù dưới này. Rồi, mọi thứ vẫn rất quen thuộc. Chúng ta sẽ sang bên hông để xem cái sản phẩm này nó có gì, nó có đẹp hơn so với những chiếc xe màu trắng hay là màu bạc mà mình đã từng giới thiệu không. Chúng ta vẫn có cái logo Ratour ở đây. Cái thương hiệu nó là cái tên thương hiệu của cái sản phẩm này, Phantom Ratour 1.5 lít, hay chúng ta có thể gọi là Phantom V5 cũng được. Nó chính là cái phiên bản tải van. Ở đây có cái logo của Trường Giang. Như các bạn biết là Phantom nhập khẩu toàn bộ những linh kiện của cái sản phẩm này từ Phantom và lắp ráp tại nhà máy Trường Giang, Đông Phong. Chúng ta sẽ có một cái đèn xi nhan ở đây, đèn gương này rất là to bản và chắc nịch này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái khóa khóa cơ, tay nắm cửa đều bằng màu đen, nhựa cao cấp bền. Phần hông này chúng ta sẽ có một cái cửa lùa. Đó, chúng ta mở ra chúng ta vẫn thấy, nhìn thấy là trong cái hệ thống nằm trong của nó giống như những chiếc xe khác thôi, không khác gì cả. Chúng ta vẫn có cái sàn bằng được ốp thêm một cái lớp cao su trên như thế này. Cái cửa này mới nó hơi khó, khó đóng được cho các bạn xem. Dạ. Ở đây chúng ta rất dễ dàng quan sát cái hệ thống lốp cỡ lớn của Phantom. Tí nữa thì mình sẽ nói qua cái điểm mạnh, một trong những 7 cái điểm mạnh của cái xe này nó hơn gì so với những chiếc xe tải van khác đang có trên thị trường. Ở phần sau này, mời các bạn xem qua phần sau, chúng ta sẽ vẫn có cái logo hình kim cương quen thuộc của Phantom. Phần sau này nó hơi được bo tròn rồi đấy. Mình cá nhân mình thích cái phong cách thiết kế này của xe van. Ở đây chúng ta có cái chữ Grand Tour in 3D nổi này, Phantom bên này. Ở đây vẫn có một cái chìa khóa cơ nữa và hệ thống đèn nhìn rất là sắc nét và xịn. Khi chúng ta mở ra khoang phía sau thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái khoang chở hàng kích thước rất là lớn, trọng tải lên 950 kg. Và các cái gồ lốp này cũng được ốp rất là chắc chắn và to bản. Đó. Rồi thì ngay bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn 7 cái điểm mà cái sản phẩm này nó hơn rất nhiều so với những chiếc xe tải van khác đang có trên thị trường. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái lớp vỏ bằng thép cường lực phân tán. Theo như Phantom giới thiệu thì cái sản phẩm thép này nó sẽ cứng hơn 40% so với những chiếc xe tải van khác đang có trên thị trường. Các bạn có thể hiểu như này, cái lớp sơn này nó sẽ cứng hơn và nó bền như những chiếc xe con. Bạn có thể so sánh với những chiếc xe con thì cái này chúng ta hoàn toàn có thể kiểm chứng được bằng cách là gõ ở đây. Chúng ta thấy được cái độ dày của thành quách, độ dày của sắt xi này. Đó là cái điểm hơn đầu tiên. Cái điểm hơn thứ hai đó chính là cái hệ thống lốp lớn. Lốp lớn hơn một cỡ so với những chiếc xe tải van khác đang có trên thị trường là 175R14. Bình thường là các cái sản phẩm khác chỉ có dừng lại R13 thôi. Lốp lớn hơn thì cho phép các bạn nó bám đường hơn, êm ái hơn, bền bỉ hơn và có thể nói là an toàn hơn. Cái điểm thứ ba đó chính là cái hệ thống cái xe này, trái tim của nó được sử dụng cái động cơ là DAM DR15 của rất là nổi tiếng của Trường Giang rồi. Cái động cơ này thì sản sinh ra công suất ở 85 kW ở 6.000 vòng quay, cho cái mức tiêu hao nhiên liệu là chỉ từ có 6,5 lít trong 100 km thôi. Thì cái động cơ này nó làm nên rất nhiều tên tuổi
của những cái sản phẩm của Trường Giang rồi. Chúng ta có thể thấy được những chiếc Trường Giang mà trọng tải lên đến 1 tấn 9 mà vẫn sử dụng cái động cơ này. Đó là cái điểm thứ ba. Và cái điểm thứ tư là chúng ta sẽ có cái hệ thống phanh ABS. Như các bạn biết rằng phanh ABS là một trong những cái hệ thống mà chỉ được trang bị cho những chiếc xe đắt tiền, nhưng mà cái sản phẩm này đã có rồi. Thì các bạn có thể vào khoang cabin, nếu mà các bạn vào khoang cabin để chúng ta nhìn xem là cái hệ thống phanh ABS nó như thế nào. Nên mời camera sang khoang cabin. Bước vào cái khoang nội thất này, các bạn sẽ nhìn thấy này. Thứ nhất là cái màu đen này nó sẽ rất là đồng đều so với cái màu sơn của xe. Thứ nhất chúng ta sẽ thấy là cái xe này nó sẽ đồng màu và đẹp hơn. Cái đặc điểm phanh ABS là khi mà chúng ta mở cái khóa này lên, chúng ta sẽ nhìn thấy cái hệ thống phanh ABS ở trên cái màn hình cái đồng hồ tắm lô này. Thì đó là cái điểm thứ tư. Điểm thứ năm nó chính là cái hệ thống ghế da. Như các bạn vừa vào các bạn nhìn thấy cái ghế da rồi. Thì ghế da này ghế da chính hãng, chúng ta không phải bọc. Những sản phẩm xe tải van khác thì hầu hết là phải dùng ghế nỉ và chúng ta phải bọc. Và cái thứ sáu đó chính là cái hệ thống trợ lực lái điện 45A mà Foton đã quảng cáo với mình. Thông thường các hãng khác chỉ sử dụng 25A thôi, nhưng mà cái hệ thống lái của Foton này đã lên đến 45A rồi, thì nó sẽ cho phép các bạn bền bỉ hơn và an toàn hơn, ổn định hơn so với những chiếc xe tải khác. Rồi chúng ta khi vào khoang cabin, các bạn sẽ thấy là nó cũng không khác gì nhiều. Chúng ta vẫn có đầy đủ những cái trang thiết bị cơ bản của các tài xế như điều hòa 2 chiều, FM radio, ở đây có cổng USB này, logo Foton ở đây. Chúng ta có cần số được thiết kế khá là đẹp với 5 số tiến và 1 số lùi phanh tay ở đây. Chúng ta có khóa điện, khóa này là khóa chính hãng và xịn hơn khá là nhiều so với các hãng khác đang có trên thị trường. Một khóa cơ và một khóa điện. Hệ thống đồng hồ cũng là điều mình thích ở cái sản phẩm này, vô lăng 3 chấu, mọi thứ cũng rất quen thuộc. Ở đây chúng ta đã có hệ thống kính bằng chỉnh điện hết rồi, chúng ta không phải quay tay nữa. Rồi mình mời các bạn ra bên ngoài để mình cho các bạn thấy được cái điểm mạnh thứ tư, điểm mạnh thứ bảy là cái điểm mạnh cuối cùng của cái sản phẩm này, đó chính là cái hệ thống khung gầm. Cái hệ thống khung gầm của sản phẩm này là một trong những hệ thống khung gầm mà mình có thể nói là được trang bị trên một chiếc xe tải van có thể nói là tốt nhất trên thị trường với hệ thống khung gầm. Hệ thống khung gầm này rất là chắc chắn và to bản. Nếu các bạn có dịp nhìn thực tế nó thì bạn sẽ thấy thích ngay ở cái hệ thống khung gầm này. Nó chắc chắn và tốt hơn nhiều so với những chiếc xe tải van hiện tại đang có. Nếu các bạn quan tâm đến nó, hãy để lại comment bên dưới video hoặc gọi cho mình 0987 33 22. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.